Tiếp theo trong chương trình, sập nhà tại Hà Nội, hai người tử vong. Để ứng phó với sự cố sập đổ công trình, bộ đội công binh, lực lượng chuyên trách và trực tiếp tham gia ứng cứu phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng để sẵn sàng với các tình huống xảy ra. Vào khoảng hơn 3 giờ sáng nay, tòa nhà 4 tầng tại số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội đã bị sập khiến hai người thiệt mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường để tham gia ứng cứu sập đổ công trình. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện có mặt tại hiện trường để phối hợp tham gia ứng cứu. Khi ngôi nhà bị sập đổ, có 8 người bên trong, những người bị thương nhẹ đã thoát được ra ngoài và có 5 người bị mắc kẹt trong đống bê tông, gạch đá. Cả khu phố đã được phong tỏa trong nhiều giờ để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Đây là nhà hàng ăn uống và các nạn nhân đều là người làm thuê. Đổ ôi một phát này ạ. Đổ nhanh. Em có hô hoán mọi người không? Em không kịp hô đâu, nó sập rồi, em chỉ kịp hô cứu thôi. Nạn nhân là ở cái tầng khu vực cuối cùng và chúng ta đang đào bới ở theo cái dạng hàm ếch, nên là cái việc chuyển vật liệu ra cũng như là tiếp cận các cái khu vực để tìm đường kiếm chính xác thì nạn nhân là cũng khó khăn nhất định. Với sự nỗ lực và khẩn trương của lực lượng chức năng, đến 11 giờ 45 phút, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có hai người bị thiệt mạng. Ngay sau khi được đưa ra khỏi hiện trường, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khoảng 3 giờ thì tôi tỉnh giấc thì tôi không ngủ được. Thế coi như là vừa mới lên nằm một tí thì hai vợ chồng tôi nói với nhau là cái bên cạnh người ta đào móng mà cái nhà bên cạnh cái ông bác ông xây ngày xưa rất ẩu. Ông ngày xưa ông chỉ có một tầng gác lửng. Thế ông ấy tơi đấy, ông toàn xây dựng ban đêm khoảng đến 3 giờ 15, chỉ 15 phút sau thôi. Thì đến dầm một đoạn, một tiếng dầm dài. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là nhà xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Bên cạnh đó, căn nhà hàng xóm đang trong quá trình đào móng nên có khả năng gây ảnh hưởng. Ngay tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát lại những khu nhà xung quanh khu vực có tuổi đời lâu năm để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm, cải tạo điều kiện sống. Cho đến cuối giờ chiều nay, lực lượng chức năng tiếp tục gia cố cho ngôi nhà số 45 do lo ngại nguy cơ đổ tường. Nhiều gia đình đã thu dọn đồ đạc, di chuyển sang địa điểm khác để đảm bảo an toàn. Đến trưa nay thì 5 nạn nhân trong vụ sập nhà tại số 43 phố Cửa Bắc đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Và hiện thì các y bác sĩ đang tập trung nhân lực cũng như là thiết bị y tế để cứu chữa cho các nạn nhân. Khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn hiện đang điều trị cho hai bệnh nhân là Nguyễn Chí Thành, 18 tuổi, quê ở Phú Thọ và Nguyễn Vĩnh Đua, 33 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Hiện cả hai người đang được theo dõi tại bệnh viện với nhiều vết thương phần mềm. Bệnh nhân này cũng được chỉ định chụp sọ não để theo dõi và phát hiện tổn thương não. Sau khi tiến hành cứu nạn cứu hộ, đã có 4 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nhẹ. Hiện sức khỏe đã ổn định và được xuất viện, đó là Trần Văn Minh, 37 tuổi và Lê Hồng Minh, 25 tuổi. 2 bệnh nhân còn lại đang được các y bác sĩ chăm sóc và theo dõi về tình trạng sức khỏe. Ngoài 4 nạn nhân nói trên, hiện còn có 1 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và đang được điều trị tại khoa hồi sức 2. Vụ sập nhà đã khiến 2 người tử vong. Trong vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội xảy ra vào rạng sáng nay, lực lượng quân đội đóng quân tại địa bàn có vai trò quan trọng trong tìm kiếm cứu nạn ban đầu. Tuy nhiên, với những sự cố sập đổ công trình đã xảy ra do thiên tai hoặc trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, thường tiềm ẩn rủi ro lớn và phức tạp hơn rất nhiều lần. Do vậy mà bộ đội công binh, lực lượng chuyên trách và trực tiếp tham gia ứng cứu phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng để sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tiểu đoàn công binh 93 binh chủng công binh. Cháy nổ dẫn tới sập đổ tòa nhà. Lúc này thì những người lính công binh xuất hiện. Việc làm đầu tiên của họ là tìm kiếm và cứu người còn sống sót. Với phương châm cứu người trước, cứu tài sản sau. Vì vậy, kỹ năng quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng phát hiện vị trí các nạn nhân trong khối sập đổ và triển khai kịp thời các xe chuyên dụng, trang bị cứu hộ để cứu thoát và cấp cứu các nạn nhân.
nghe những các nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt và kêu hét để tìm thấy nạn nhân. Bên cạnh kỹ năng cấp cứu, những người lính công binh cần phát huy tối đa tính năng của từng loại trang bị phục vụ cứu hộ cứu nạn. Ví dụ như cùng là một thiết bị nâng kích hoặc khoan cắt nhưng phải linh hoạt sử dụng với các thao tác khác nhau để cứu thoát nhiều nạn nhân nằm ở nhiều vị trí sập đổ, hiểm trở và nguy hiểm. Tất cả các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đều phải sử dụng thành thạo các trang bị. Trong những cái điều kiện chúng tôi đi làm nhiệm vụ thì địa hình nó khác nhau. Có những địa hình thì nó sập ở trong hầm, có những địa hình nó sập ở các cái tòa nhà. Cho nên là các trang bị này chúng tôi để mà đưa các cái trang bị vào từng cái vị trí để cứu hộ được nạn nhân một cách nhanh nhất và bảo đảm an toàn. Tại thao trường tổng hợp này, có những người lính từng tham gia giải cứu thành công các công nhân trong sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng năm 2014. Chính nhờ việc huấn luyện gắn với truyền đạt các kinh nghiệm thực tế đã giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc và vận dụng linh hoạt kỹ năng khi có tình huống cứu nạn. Đặc biệt là kỹ năng vận hành các loại máy móc hiện đại như hệ thống dò tìm nạn nhân ở độ sâu khoảng 90 mét trong các sự cố sập đổ này. Đâu, nạn nhân dưới hầm nghe rõ hay không? Chúng tôi đã tìm tòi và sáng kiến ra các cái trang bị hiện đại để phục vụ cho công tác huấn luyện. Tiếp theo nữa, để phục vụ công tác huấn luyện về cái sức khỏe của bộ đội rất là quan trọng. Chúng tôi thường xuyên rèn luyện cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai, hoạt động trong mọi điều kiện môi trường. Hiệu quả của cứu hộ cứu nạn sẽ càng được nâng lên khi những người lính kết hợp được kinh nghiệm và kỹ năng vận hành các trang bị kỹ thuật trong nhiều tình huống bất ngờ đột xuất khác nhau.